Xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ unboxing con Volcano Z. Con này mình đặt mua từ bạn Khánh Sketch. Bạn ấy lấy nguồn hàng trực tiếp từ nước ngoài về. Con này mình đã mua với giá là 500.000 đồng và bạn ấy đã free ship cho mình. Đây. À, đây Volcano đây. Nhìn nó khá là nhỏ bé so với hình ảnh trên mạng. Cảm nhận đầu tiên của mình thì nó khá là bụi, có lẽ là hàng được chất trong kho lâu quá rồi cho nên nhìn nó có vẻ hơi dơ và bụi. Và con này sticker của nó dán không tốt cho lắm, nhìn sticker rất là tệ và có một số chỗ đã bong lên. Ngoài cái tên Volcano ra thì chúng ta còn có thể gọi nó là Crossparamin. Hình như chúng ta không thể xoay được ba viên này. Thử này. À, xoay được. Nhưng mà rất là hạn chế. Rồi mình thử cách như thế nào. Cách không được. Và con này thì sản xuất có lẽ là khá nhiều lỗi. Thứ nhất là về sticker, thứ hai về chất lượng nhựa. Và thật sự thì nó không như mình mong đợi cho lắm. Chất lượng khá là kém. Rồi. Dù sao thì đây cũng là một con rất là đẹp mà rất đáng để bạn mang về trưng trong bộ sưu tập của mình. Nếu như bạn là một collector và bạn muốn tìm những con độc và lạ. Cảm ơn các bạn đã xem video unboxing của mình. Nhớ like và subscribe cho mình nhé.